Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hồng Ánh trải lòng về cuộc hôn nhân hơn 10 năm không con cái. Hồng Ánh trải lòng về cuộc hôn nhân hơn 10 năm không có con, vẫn cảm thấy hạnh phúc, luôn nghĩ về cuộc sống một cách tích cực nhất. Hồng Ánh là gương mặt quen thuộc của làng điện ảnh, được biết đến qua rất nhiều vai diễn trong các bộ phim như Người đẹp Tây Đô, Lục Vân Tiên, Mùi Ngò Gai và gần đây nhất là bộ phim Cây Táo Nở Hoa. Bên cạnh đó, Hồng Ánh có thời gian thử sức ở mảng đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công. Sự nghiệp trải đầy hoa hồng là thế, nhưng nhiều người cho rằng nữ diễn viên không hạnh phúc vì kết hôn nhiều năm nhưng không có con. Hồng Ánh kết hôn vào năm 2009, chồng cô là nhà phê bình Thanh Sơn. Cặp đôi có khoảng thời gian 6 năm yêu và 3 năm sống thử, và cho đến hiện tại cặp đôi đã bên nhau hơn 10 năm. Tuy nhiên, họ lại chưa có con. Nhiều người cho rằng đây là điều đáng tiếc khiến hôn nhân của nữ diễn viên sinh năm 1977 không viên mãn. Nữ nghệ sĩ cho biết cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại, không nhất thiết phải có con mới hạnh phúc. Quan trọng là mình định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Nhiều người nghĩ rằng có con mới hạnh phúc, tại sao phải có con mới hạnh phúc? Trong phim có lời thoại, chả nhẽ phải sinh con mới là con người. Mọi người cứ quen suy nghĩ và quyết định dùm suy nghĩ của người khác theo lăng kính của mình. Theo định nghĩa của mọi người, chắc vợ chồng tôi không hạnh phúc đâu vì lấy nhau hơn 10 năm mà không có con. Nhưng chúng tôi không như thế. Hạnh phúc với tôi là ngay ở khoảnh khắc hiện tại. Tôi thấy mình vui vẻ, hài lòng. Nhà tôi không có người giúp việc nên mọi thứ đều do hai vợ chồng làm. Nếu tôi nấu ăn thì anh Sơn rửa chén. Cuối tuần chúng tôi dành một ngày dọn dẹp, hút bụi, giặt đồ. Ngoài thời gian đó, cả hai đi xem phim, thăm ba mẹ, đọc sách, chăm sóc thú cưng, cô bày tỏ. Thời gian đầu khi lấy Thanh Sơn, nữ diễn viên cũng gặp không ít thị phi. Tuy nhiên, khi cặp đôi vượt qua được sóng gió đã đến bến bờ hạnh phúc, cả hai dành thời gian đi du lịch và tìm nhiều niềm vui cho bản thân. Hồng Ánh cho biết, ở thời điểm 40 tuổi, cô vẫn cố gắng sinh con nhưng không được. Trước 40 tuổi, tôi còn cố tìm cách để có con. Việc khó có con, một phần do cơ địa của tôi, một phần tôi cũng không nỗ lực điên cuồng. Có lẽ có con chưa hẳn là điều quan trọng số 1 với vợ chồng tôi. Bây giờ tôi không nghĩ đến nữa. Giờ đây nhìn con của chồng thành công, tôi cũng vui rồi. Cháu mới đi du học về, đã xin được việc. Nhận được tháng lương đầu tiên, cháu mời cả nhà đi ăn. Với tôi thế là đủ rồi, và không nhất thiết phải là con ruột thì tôi mới quan tâm. Dù không có con chung, nhưng nữ diễn viên Người đẹp Tây Đô đã có con của chồng an ủi. Nhìn con thành công, cô rất vui mừng. Ngoài ra, gia đình chồng cũng rất yêu thương. Mẹ chồng còn là fan cứng của nữ diễn viên trong nhiều vai diễn đình đám. Thời gian gần đây, Hồng Ánh xuất hiện trong phim Cây Táo Nở Hoa, nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Dù không hoạt động sôi nổi như thời trẻ, nhưng những vai diễn của cô luôn để lại ấn tượng cho khán giả. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.